Trong video hôm nay mình sẽ trả lời những cái bình luận của các bạn, phần số 95 ha. Bạn nào quan tâm đến những số trước các bạn có thể xem lại, mình đã để chung một cái danh sách phát để các bạn tiện theo dõi nha. Đến với bình luận đầu tiên là của bạn Tom Lee, ST91, Nokia E5 xài chung màn hình với Nokia C300. Đúng rồi bạn, những con này sẽ sử dụng chung màn hình. Cho nên là ví dụ các bạn đặt một cái màn hình Nokia E5 ở trên Shopee, người ta sẽ xẹt, tức là những chiếc điện thoại mà sử dụng chung được á, thì có Nokia C3 nè, và còn một số dòng khác nữa ha, ví dụ như Nokia X201 chẳng hạn. Bình luận tiếp theo là của bạn Frank Linh Kiệt, con Mattel Lut 10 có phát wifi không anh? Không nha em, Mattel Lut 10 nó trang bị 2 sim 4G và nó chỉ có nghe gọi thôi, hoặc có thể chúng ta lướt web qua Opera Mini thôi, chứ chúng ta không có kết nối wifi và cũng không phát wifi ha. Nó cũng tương tự như Nokia 25 4G vậy đó ha. Còn nếu như em muốn phát wifi thì chúng ta có thể cân nhắc một số thiết bị khác, ví dụ như là Itel IT9210 hoặc là các thiết bị KOS của Nokia hoặc là của Itel ha. Bình luận tiếp theo là của bạn Đông Nguyễn 8813, có bán không anh? Là không ha, anh không có bán cái Nokia Asa 501 ha. Và khuyên em thì cũng không nên mua thiết bị này, tại vì nó chỉ có trang bị kết nối 2G thôi. Và sắp tới thì cái lộ trình của Việt Nam mình là ngắt sóng 2G đó. Cho nên là hiện tại nếu mà sử dụng các thiết bị cổ thì em cũng ưu tiên những thiết bị có trang bị kết nối 3G trở lên ha. Còn không thì cứ mua một số thiết bị điện thoại cơ bản mà có trang bị 4G ở thời điểm hiện tại luôn. Còn nếu thích cổ thì cứ chọn Nokia 3.5G là an toàn nhất ha. Ví dụ như Nokia E72 nè, thì hiện tại các thiết bị Nokia 3.5G chúng ta có thể là gắn cả sim Mobi lẫn sim Viettel. Như trước đây anh đã làm video thử nghiệm rồi đó, các thiết bị Nokia mà chỉ trang bị kết nối 3G ở thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta gắn sim Mobi vào thì vẫn có thể lướt web Opera Mini được, nhưng mà gắn sim Viettel thì không ha. Còn các thiết bị Nokia trang bị 3.5G thì sẽ sử dụng được cả sim Viettel lẫn sim Mobi khi mà lướt web qua Opera Mini. Phần lớn chúng ta thường mua những chiếc điện thoại Nokia cổ về là thích thiết kế và chủ yếu để nghe gọi thôi. Nhưng mà các bạn cũng suy nghĩ rộng hơn chút xíu. Ví dụ như là có kết nối 3.5G thì trong những trường hợp cần thiết chữa cháy, chúng ta có thể dùng kết nối này để lên Opera Mini đọc báo đọc truyện gì đó ha. Rồi đến với bình luận tiếp theo là của bạn Nghi Bụi 2047. Bao nhiêu một cái điện thoại siêu nhỏ? Thì anh đã làm video chi tiết về chiếc điện thoại này rồi ha, và ở dưới có link luôn, nhưng mà giá thì cũng rẻ thôi, khoảng 200 mấy thôi. Nhưng mà hiện tại thì không nên mua, tại vì thiết bị này nó không có kết nối 3G nha bạn, nó chỉ có 2G thôi. Cho nên nếu mà ngắt sóng 2G là coi như thiết bị này cũng không có hoạt động được luôn, cho nên là cân nhắc khi mua thiết bị này nha, tốt nhất là không nên mua. Bình luận tiếp theo là của bạn V Hào 2023. Anh ơi, em mua iPhone 4 bây giờ có nên không? Thì phần lớn với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta hiện tại là không nên mua, trừ khi em đặc biệt thích cái thiết kế của iPhone 4 ha, thì mới nên mua ha. Còn nếu mà so sánh với các thiết bị Nokia cổ á, thì ví dụ mua để nghe gọi và cái mức giá thì thấy nó cũng tương đương với nhau á, thì iPhone 4S á, thì nó sẽ có nhiều tính năng hơn. Ví dụ chúng ta có thể hiện tại có thể nghe gọi qua Messenger, FaceTime hoặc là Zalo ha. Đó, nó sẽ gọi qua OTT, chúng ta sẽ tiết kiệm được cái chi phí cước gọi điện. Đó, đó là một cái ưu điểm của nó so với lại các chiếc điện thoại Nokia cổ ha. Ngoài ra nữa thì iPhone 4 thì cái linh kiện thay thế nó cũng nhiều nha, chứ không phải là ít đâu, và nó cũng rẻ nữa. Nhưng mà đa phần là chúng ta phải ra tiệm để thay, chứ không thể nào tự thay pin ở nhà giống như các thiết bị Nokia cổ được. Ngoài ra nữa thì iPhone 4S á, nó sẽ hao pin hơn các thiết bị Nokia cổ, tại vì các thiết bị Nokia cổ chủ yếu chúng ta dùng để nghe gọi thôi, nó không có những tác dụng mà màn hình cảm ứng hay là chơi game 3D hay gì đó. Thì iPhone 4 nó sẽ hao pin hơn và nóng máy hơn trong cái quá trình sử dụng nếu so với các thiết bị Nokia cổ. Thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng của chúng ta thôi, thì chúng ta sẽ lựa chọn thiết bị phù hợp ha. Bình luận tiếp theo là của bạn Thu Lê. Ứng dụng quay video nào kết nối được vậy bạn? Thì trước đây mình đã chia sẻ với các bạn một cái Miro K8 ha, Miro không dây giá rẻ. Và khi mà kết nối với các thiết bị của các cái hãng điện thoại mà của tập đoàn BBK, ví dụ Oppo, Vivo, Realme, OnePlus rồi á, thì bình thường nó sẽ không thể nào ghi âm được, mà chúng ta phải bật cái tính năng USB OTG lên. Và có một số thiết bị thì nó sẽ không có ghi âm được khi mà chúng ta sử dụng cái trình quay video mặc định ha. Thì khi đó các bạn sẽ sử dụng cái trình quay video là Open Camera, dung lượng rất là nhẹ và rất là nhiều tính năng. Các bạn có thể tải trực tiếp ở trên CH Live về ha.
mình rất là thích cái trình quay video mà open camera ha. Đến với bình luận tiếp theo là của bạn NGBHG. Anh review con ITEL IT9210 đi ạ. Điện thoại này có trang bị kết nối 4G và có khả năng phát wifi, mặc dù không trang bị hệ điều hành KOS ha. Thì anh cũng đang cân nhắc về chiếc điện thoại này, sẽ có cái video trong thời gian gần nhất ha. Bình luận tiếp theo là của bạn Giao Hiếu 1842. Nokia E72 bị liệt phím dưới, phím Z có cách nào khắc phục không mọi người? Thì cá nhân mình thì mình không biết cái phương pháp nào để khắc phục được cái hiện tượng những chiếc điện thoại Nokia cổ bị liệt phím ha. Chắc chỉ có thể thay bàn phím thôi. Nhưng mà cái nguyên nhân là liệt phím nó còn đến từ cái lớp điểm ở phía bên dưới bàn phím nữa ha. Nếu mà bạn nào có cái cách khắc phục thì các bạn có thể comment chi tiết ở dưới video để các bạn này tham khảo nha. Bình luận tiếp theo là của bạn Lee Vlog. Có sử dụng cho Samsung A11 được không anh? Là em đang hỏi về cái Miro K8 không dây giá rẻ này là được nha em. Đối với Samsung thì rất là dễ thôi, sử dụng ok, nó không có phải bật cái gì giống như là ở trên các thiết bị của Oppo hay là Realme hết ha. Đến với bình luận tiếp theo là của bạn Sưu Tầm Không. Em thấy có người muốn bán Nokia 5310 Effect Music Full Book trên mạng với giá 8 triệu, có nên mua không anh? Theo anh là không nên mua ha. Không có lý do gì để mua luôn á. Tại vì á, thứ nhất là cái mức giá 8 triệu là quá cao. Nếu như em yêu thích những thiết bị Nokia cổ thì 8 triệu đồng em có thể lựa chọn được những thiết bị ổn hơn ha. Ví dụ như là khéo khéo có thể mua được 8800 hay là 6700 phiên bản đẹp đồ luôn á. Và những thiết bị đó đều có hỗ trợ 3.5G ha. Còn cái Nokia 5310 này thì lại không có 3G, không có 3.5G. Khi mà em mua với mức giá cao như vậy á, thì khi mà Việt Nam mình ngắt mạng 2G đi thì coi như thiết bị này gần như không sử dụng được rồi. Đó là về cái vấn đề mà sử dụng thực tế ha. Còn cái việc mà bỏ 8 triệu để mua một chiếc điện thoại full book thì nó lại càng không hợp lý nữa, trừ khi em là một người sưu tầm điện thoại ha. Một người sưu tầm điện thoại thì người ta sẽ có rất là nhiều những cái mẫu điện thoại còn nguyên hộp full book. Và ví dụ như cái bộ sưu tập của người ta thiếu cái chiếc điện thoại đó và có một cái chiếc điện thoại full book thì người ta có thể mua với mức giá rất là cao để bổ sung vào cái bộ sưu tập của người ta. Còn nếu như mình không phải là cái dạng người có điều kiện như vậy thì anh nghĩ không thể nào mà chúng ta bỏ đến số tiền 8 triệu đồng để mua một thiết bị mà chỉ có kết nối 2G thôi. Còn nếu yêu thích điện thoại Nokia cổ thì cân nhắc có thể chọn được 6700 hoặc là 8800 ha. 5310 thì quá đắt so với cái mức giá này nha. Hy vọng video sẽ hữu ích đối với các bạn. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.